Trưa nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 16 năm tù đối với bị can Tô Nhật Khánh, 20 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về tội giết người cướp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Khánh là ngư phủ. Sau một thời gian lênh đênh trên biển theo tàu cá đi làm thuê mà vẫn không đủ tiền tiêu xài, nên Khánh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khi gặp ông Nguyễn Văn Khiêm, 56 tuổi, đang hành nghề chạy xe ôm, nên Khánh gọi người này chở về nhà người quen ở cảng cá Xẻo Nhàu, thuộc huyện An Minh, Kiên Giang. Trên đường đi, Khánh thủ sẵn một cây dao, đâm liên tiếp nhiều cái vào người làm ông Khiêm bị thương nặng và té xuống đất. Khánh tiếp tục đạp vào ngực nạn nhân một cái rồi lấy xe tẩu thoát. Ông Khiêm được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết và bị thương tật 35%. Còn Khánh sau khi gây án bỏ chạy được khoảng 3 km thì bị công an truy đuổi và bắt giữ. Hội đồng xét xử còn buộc bị can bồi thường cho ông Khiêm số tiền 100 triệu đồng.